Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì như các bạn đã nhìn thấy tiêu đề đó thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ swatch một bộ son mà mấy dạo gần đây Gà rất là thích. Tại vì nó quá sức là nhẹ nè, quá sức là gọn nè, mình có thể mang đi mọi lúc mọi nơi, và màu của nó thì lại còn đẹp nữa, chất thì cực kỳ ok, rất tuyệt vời. Tên tên thì hiện tại trên tay của Gà hiện đang cầm 5 màu son của dòng son Lizavet của hãng Stimmung. Thì chắc là các bạn cũng đã thấy là cái son này xuất hiện rất là nhiều trên YouTube dạo gần đây đúng không? Nói chung là nó đã gây làm mưa làm gió. Nói chung thì đây là một bộ son rất là quen thuộc đúng không? Nó đã làm mưa làm gió trên YouTube phải gần một tháng này rồi. Bởi vì giá thành của nó thì cực kỳ rẻ. Những cái một tube này hình như có tầm đâu từ 80 đến 85 nghìn thì phải, nói chung là cực kỳ rẻ. Và ở trong này thì chúng ta có tận 3ml son lận. Thì nó cũng giống như là một cây son bình thường thôi. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là nếu mà để trong cái dạng vỏ giấy vậy nè thì nó gọn hơn rất là nhiều và nó cực kỳ nhẹ luôn á. Nó không có cảm giác nặng như son bình thường. Mặc dù son bình thường nó cũng không nặng mấy. Mình nói chuyện hơi giống dần dần rồi đúng không? Thì trước khi bước vào phần swatch thì Gà sẽ nhắc lại là link mua những cái sản phẩm này Gà đã để dưới description box nha. Các bạn chỉ cần click vào link đó thì các bạn sẽ được dẫn đến fanpage của First Day. Sau đó thì các bạn chỉ cần nhập thông tin, ví dụ như là số lượng son muốn mua, màu muốn mua, số điện thoại, rồi nhập địa chỉ là các bạn có thể rinh những tube son rất là đáng yêu này về nhà rồi. Và Gà xin nhắc lại, đây không phải là một video được sponsor. Những ý kiến mà Gà nói trong video ngày hôm nay thì đều là ý kiến chủ quan từ Gà hết. Và việc mà Gà liên kết với nhãn hàng để các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại fanpage của First Day chỉ là để tiện cho các bạn thôi. Thì ok, thì mình cùng nhau bắt đầu phần swatch thôi ha. Thì cái màu mà ML001 này nè thì nó dạng giống như là cái màu kiểu My Lips But Better á. Thì lúc mà lên môi thì nó cực kỳ tự nhiên luôn. Bình thường thì những cái màu như thế này á thì đòi hỏi một cái nước da mà ví dụ như các bạn có thể thấy là phải trắng một xíu, có make up mắt một xíu, nếu không là đánh sẽ bị bợt, chắc chắn là sẽ bị bợt luôn. Tuy nhiên là những cái màu như vậy nè, nếu mà mình dùng để đánh má nè hay là mình dùng để đánh mắt á thì sẽ rất là đẹp. Và chất son thì cực kỳ là nhẹ môi luôn á, đúng theo cái tên của nó là Lip Velvet. Không có cảm giác là mình đang đánh son luôn. Mình rất là thích, mình rất là thích cái chất mà Lip Velvet như thế này. Một điểm cộng. Cái màu mà ML003 này á thì các bạn có thể thấy là lên môi của Gà thì nó có một chút sắc mau đúng không? Có nghĩa là nó hơi ngả tím một chút xíu. Bình thường cái màu này nè thì nó sẽ hợp với những bạn á. Thứ nhất là mấy bạn nó khá là cá tính, kiểu thích kiểu gothic hoặc là thích kiểu goth á, thích rock một chút xíu. Hoặc là những bạn mà sống ở những vùng cực kỳ lạnh như Gà thì hay mặc đồ kiểu đông, rồi xong mặc đồ theo cái hơi hướng là Christmas á, hơi hướng mùa đông một chút xíu á, thì dùng những cái màu mauve này sẽ rất là hợp. Về chất son thì cảm thấy là cái cây này thì bởi vì màu nó đậm hơn nên cái độ mà lên màu cũng như là cái độ tán màu á thì nó tốt hơn là cái màu ML001 lúc nãy. Tại vì thường thường là cái màu, những cái màu bợt, tại vì thường thường những cái màu mà bợt bợt như ML001 á thì nó sẽ hơi bị kiểu không đều á, chất son không đều á. Tuy nhiên ở đây là tình trạng chung của tất cả hầu như là mọi dòng son rồi, nên nói chung là cái đó thì có thể tha thứ được. Nhìn chung thì cái màu này thì cũng là một cái màu mà Gà khá là ít dùng. Tuy nhiên là khi mà Gà muốn make up đậm hơn một chút xíu, kẻ liner màu đen, rồi nhũ mắt các kiểu á, rồi để đi tiệc rồi thì cái màu này Gà cảm thấy sẽ rất là thích hợp. Tuy nhiên là cái này sẽ Gà cảm thấy là rất là dễ, sẽ dễ dùng hơn rất là nhiều nè. Tại vì nó cũng hơi ngả tím, tuy nhiên là nó có pha cả sắc đỏ và sắc hồng trong nó nữa. Thì lúc mà đánh lên như các bạn có thể thấy đúng không, thì cảm giác là nó dịu hiền hơn rất là nhiều. Và đồng thời thì mình cũng không cần phải trang điểm đậm hay là thế nào thì mình mới dùng được. Những cái màu ML này nè, khi mà mình đánh lòng môi á thì hầu như nó đều thuộc cái dạng kiểu My Lips But Better, kiểu giống như là nó khá giống màu môi thật của mình. Tuy nhiên là nó có một chút dust ở trong đó, nó sẽ làm cho cái màu môi của mình nó stand out hơn một chút xíu thôi, nó nổi bật hơn một chút xíu thôi. Chứ bình thường thì Gà thấy những cái màu mà kiểu My Lips But Better này thì lúc mà đánh lên nó nhìn nó kiểu rất là tự nhiên á, nhìn nó rất là kiểu là màu môi của mình á, và nó rất là trendy nữa. Kiểu các bạn có thể thấy là cả ba màu nãy giờ Gà swatch á thì nó đều có một ít tông nude và một ít tông đất ở trong đó, nên là sẽ thích hợp với rất là nhiều người. Tuy nhiên chỉ có cái màu mà ML001 á thì các bạn cần phải trắng thì dùng thì nó nhìn nó sẽ Hàn Quốc hơn. Còn nếu mà các bạn ngâm mà dùng á thì nó nhìn nó sẽ dễ làm mình bị bọt da á. Cái màu này sẽ thích hợp hơn với các bạn da ngâm nè. Cái màu CR01 này nè
Thì bình thường á, thường thường mấy cái màu coral á thì các bạn sẽ nghĩ là nó thích hợp với da trắng thôi đúng không? Tuy nhiên là cái tông coral này á, thì các bạn cảm thấy là cái màu cam của nó nhiều hơn màu hồng. Nên á, cái màu này những cái bạn không cần phải trắng quá, sử dụng vẫn sẽ đẹp. Đặc biệt là các bạn mà muốn á, đánh một chút xíu thôi, đi học nhìn cho nó tự nhiên á, thì màu CR01 này hoàn toàn là một lựa chọn ok. Như các bạn có thể thấy là hiện tại á, trên mặt gà cũng không có trang điểm đậm. Tuy nhiên là lúc mà gà đánh lên thì những cái mặt có vibe dễ thương đúng không? Những cái mặt kiểu dễ thương á. Cái màu RD001 này á, thì đây là cái màu mà như các bạn có thể thấy là cái màu dễ dùng nhất 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 cái bảng màu này luôn. Có nghĩa là dù các bạn da ngâm, da trắng, các bạn có makeup hay không thì các bạn dùng màu này vẫn sẽ xinh. Tại vì cái màu đỏ này nè, nó vừa là một màu đỏ lạnh, nó còn pha một xíu cam trong đó nữa, nên lúc nào nó cũng sẽ làm cái gương mặt mình bừng sáng các bạn hiểu không? Nói chung là đây là một cái màu mặc dù gà sử dụng không nhiều tại vì gà không hay sử dụng màu đỏ. Tuy nhiên là trong một cái ngày mà gà cảm thấy là cái mặt gà nó quá tàn tạ thì chắc chắn là sẽ sử dụng cái màu này. Chắc chắn là nhìn mặt sau khi mà sử dụng xong thì sẽ bừng sáng hơn rất nhiều so với bản mặt tàn tạ bình thường. Xong 5 màu son của dòng son Live Velvet của hãng Steamon rồi. Các bạn thích màu nào nhất? Riêng gà thì như gà đã nói rồi đó, gà thích màu CR01 và đó là màu mà gà sử dụng hầu như là hàng ngày luôn. Mùi son thì rất là dễ chịu. Cái son này lên môi nó có cái mùi nó hơi trái cây một chút xíu, giống như mùi bao nhiêu son Hàn Quốc khác á, thì nó cũng theo cái xu hướng là mùi trái cây chứ không phải là mùi vani. Ok, cả nhắc lại một lần nữa là link mua những cái sản phẩm này thì gà đã để dưới description box ha. Nếu các bạn thích thì hãy click vào ha. Ngoài ra thì cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video nhớ like và subscribe first day nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.